Hôm nay mình sẽ tôi bỏ sản phẩm. Chắc là các bạn chưa biết sản phẩm gì đúng không? Thì các bạn hãy vào xem video của mình để biết sản phẩm nhé. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ, chúng ta cùng đi bắt đầu tôn màu nào. Xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tông màu nha các bạn.
Như vậy video của mình đến là kết thúc các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn, thưa các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm. Chắc là các bạn chưa biết sản phẩm gì đúng không? Thì các bạn hãy vào xem video của mình nếu biết sản phẩm nhé. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng đi bắt đầu tô màu nào. Xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy thì dùng mình lên tiếp tục như vậy.